Tả cha Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 21 tương với phần tiếp theo bài 7 quyền 1. Đầu tiên hãy hỏi, bạn ăn không? Nịt chứ mà. Bây giờ là từ chỉ cơm gạo tẻ thông thường. mỉ phản. Mì. Mỹ. Phản. Mỹ. Mỹ. phản. 饭，米饭，米饭。米雷哥，我要米饭。我要米饭。明安哥我吃米饭。我吃米饭。 ở đây với nghĩa là ăn cơm thông thường không ăn mì phở hay các loại khác.